Nam
Đế Phật. Thái kinh là kệ vô thường thâm thâm vi diệu pháp ba ba thiên vạn kiếp. Nàng tao ngộ ai ngờ kim kiến văn đắc thọ trì nguyện dạy. Như lai chân thiệt Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tâm đảnh đề
đến nghề Nam Mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Chế tâm đánh đề Nam Mô Thất Cánh Trí Phật.
Thịnh nghiệm thân Phật.
danh đề nam mô đại đại tinh phật. Tâm đảnh đề nam mô bà tấu đà tinh phật. Chế tâm đảnh đề nam mô Phật đà quang phật. Tâm đảnh đề nam mô quyết định tử duy phật. Chế tâm đảnh đề nam mô tất giả đâu phật. Chế tâm đảnh đề nam mô mình ám quán minh nam mô thì phật ba quay đức. Chế tâm đảnh đề nam mô ưu đà la ma tra phật. Tâm đảnh đề nam mô dạ xá cơ đâu phật. Thế tâm đảnh đề nam mô công đức thanh đảnh đề tam mô pháp mà đảnh phật. Chế tâm đảnh đề tam mô thắng công đức phật. Đảnh đề nam mô thiên hạ ba đề ái diễn phật. Chế tâm đảnh đề nam mô tam hạ bổ la phật.
gì chúng sanh Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Ta Già La Trí Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Ba Đầu Ma Thánh Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Cái Tiên Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Ta Đà Vương Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Tu Thời Giá Quang Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Bồ Đề Vĩ Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Tịnh Chư Căn Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Bà Nấu Quan Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Phật Đà Tới Quan Phật. Đảnh đề Nam Mô Di Đà Quan Phật. Chế tâm đảnh đề tâm đảnh đề Nam Mô Ba Đời Trả Khứ Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Chư Phương Nhãn Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Pháp Quang Minh Phật.
thì là bà tăng na Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô A Nan Đà Trí Phật à. Chế tâm đảnh đề nam mô A Nan Đà Sắc Phật à. Tâm đã
Thánh Đề Nam Mô U Đà Na Thắng Phật. Chuyện tâm đánh Đề Nam Mô Tất Đạt Tha Tư Duy Phật. Sắc tức thì không, không tức thì sắc tỏ tướng, ảnh tướng diện phúc như thị sáng từ từ thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bờ cấu, tịnh bất tăng bất giảm thì khổ ổng trung vô sắc vô tỏ tướng ảnh tức
vô nhãn nhị thi thiết tâm ý vô sắc thánh hương vị xuất phát. Vô nhãn diễn đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đa ý bát nhã ba la mật đà cố tâm vô ái ngài vô ái ngài cố vô ông vô yến đi điên đạo mộng tường hư các niết bàn tâm tế tu phật ý bát nhã ba la mật đà cố đắc đa đắc tâm yến tâm bồ đề cố đi bát nhã ba la mật đà thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô đẳng chú năng trời nhập thiết khổ trường thiệt bất tử thiết bát nhã ba la mật đà chú thức thiết chú việt đế đế bà đại đế bà đẳng tăng đế bồ đề tái bà đế đế bà đại đế bà đẳng tăng đế bồ đề tái bà đế đế bà đại đế bà đẳng tăng đế bồ đề tái bà tiêu thai các tường thần chỗ nam mô tam đa mất đà nam ma bát ra đề ai đa sa ta nàng đắp đá đề tháng khê hồn mộng nhâm ba ra nhâm la ra mang ra nhâm ba ra mang ra nhâm ba ra đề đắp ra đề đắp trang tri đề đắp đề đi tam ra tam trang đề các đề ở ta đà nam mô tam đa mất đà nam ma bát ra đề ai đa sa ta nàng đắp đá đề tháng nhập ba ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra đề lăng sa đề lăng sa đi đề lăng đi đề tam ra tam ra đề ca đề tam ba nằng mồ tam ăn đa đà nằm ba bát ra đề ai đa sa ta nằng đà đà đề tam khê hồng hồng nhập ba ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra đề sắc ra đề sang tri đề sắc tri đề tam đa tam ra ngài ca ngài đề ya ta ba ve ngày an đành đêm an đành đêm ngày sau thờ thường an đành tất cả các thờ đều an đành xin nguyện chư Phật thượng gia hộ nguyện ngày an đành đêm an đành đêm ngày sáu thờ thượng an đành tất cả các thờ đều an đành xin nguyện tam bảo thượng gia hộ nguyện ngày an đành đêm an đành đêm ngày sáu thờ thượng tất cả các thờ điều an đành xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ nam mô tiểu thai giáng kiết thường bồ tát nam mô tiểu thai giáng kiết thường bồ tát nam mô tiểu thai giáng kiết thường bồ tát đệ tử chúng đẳng tùy thuận thu tập phổ hiền bồ tát thập chúng đại nguyện nhất giả đệ kính chư Phật nhị giả xứng tán Như Lai tam giả quán tu cúng dường thờ giả sám hối nghiệp chướng ngũ giả thị hỷ công đức đục giả thành chuyên pháp đừng thật giả thỉnh Phật trụ thế bát giả thường thì Phật học cứu giả hàng thượng chúng sanh thập giả phổ giai hội hướng để Phật công đức thù tán hành bổ biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc vãng vô đường quán Phật sát nguyện tiêu tham chướng trừ phiền não nguyện đắc trí phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường hạnh bố
Tát Đào ở nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Cờ Phạm Thiên Ba Vi Phụ Mẫu Quán Thái Kiến Phật Hồ Bố Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Nữ Mẹ Di Tự Công Đức Phổ Cần Ư Nhất Thiết Ngã Đàn Dự Chúng Sanh Giai Công Thần Phật Đạo Tự Bi Phật Đương Huyền Chúng Sanh Thế Giai Đại Đạo Pháp Vô Thượng Tâm. Tự Bi Pháp Đương Huyền Chúng Sanh Thâm Nhập Kinh Tạng Trí Tuệ Như Tự Bi Tăng Đương Huyền Chúng Sanh Thông Đi Đại Chúng Nhất Thiết Vô không đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. See you.